đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin có bài Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 12 tháng 4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2023. Nhận định tình hình mưa lũ năm 2024 và đánh giá thực thi pháp luật khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Ông Lê Thanh Tùng Phó cục trưởng cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiền Giang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Hoàng Nghiêm, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bảo Thạnh, viện trưởng Viện Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng lãnh đạo sở ban ngành địa phương các địa phương khu vực Nam Bộ. Năm 2023, có đứa kích bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm bão bắt đầu xuất hiện trong tuần tháng 5, kết thúc trong tuần giữa tháng 12. Không có bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ. Mùa mưa năm 2024 tại Nam Bộ bắt đầu muộn, từ khoảng nửa cuối tháng 5, kết thúc mùa mưa vào khoảng cuối tháng 11. Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 10 đến 15%. Nắng nóng còn diễn ra từ nay đến cuối tháng 5. Thời kỳ này rất ít khả năng có mưa, gió nhẹ, lượng bốc hơi cao, bốc hơi từ bề mặt sông, hồ dẫn đến khô cạn bốc hơi từ bề mặt sông hồ dẫn đến khô hạn vẫn tiếp diễn xảy ra trên hầu khắp khu vực nam bộ ở khu vực tây nam bộ mực nước tại các trạm đầu nguồn sông cửu long dùng đồng tháp 10 và tứ giác long xuyên sẽ xuống nhanh cho đến tháng 5 và ở mức thấp đến tháng 6, mực nước cao nhất tại các trạm bắt đầu tăng lên do ảnh hưởng của thủy triều và lượng nước từ thượng nguồn về các trạm trên dòng chính sông cửu long sẽ ở mức cao theo khuyến cáo nửa đầu tháng 5 là thời kỳ chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dòng lốc, mưa lớn cục bộ, đặc biệt hiện tượng xét. Nửa cuối năm, Enso chuyển sang pha La Nina, diễn biến thời tiết thủy văn còn phức tạp. Các địa phương cần trao đổi cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn từ các đơn vị dự báo của đài khu vực, đài tỉnh để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ngày 12 tháng 4, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, chủ trì buổi làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang về việc trao đổi kế hoạch phối hợp tổ chức trực tiếp truyền hình lễ khai hội lễ hội với bà chúa sứ núi sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội với bà chúa sứ núi sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024 tại buổi làm việc ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua kế hoạch phối hợp tổ chức trực tiếp truyền hình lễ khai hội lễ hội với bà chúa sứ núi sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội với bà cho xứ núi sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024. Theo đó, lễ khai hội dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 28 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch tại trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường núi Sam. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp các đại biểu cùng nhau thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm chuẩn bị tốt về mọi mặt như kịch bản chương trình, MC, đường truyền, các thiết bị trực tiếp livestream trên các nền tảng công nghệ số nhằm tổ chức lễ khai hội, lễ hội dí bà cho xứ núi Sam trang trọng thiết thực, phù hợp với quy mô tính chất ý nghĩa của lễ hội, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc yêu cầu các phòng ban chuyên môn như Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang về công tác trực tiếp truyền hình, Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trước trong và sau lễ hội, phòng văn hóa thông tin thành phố chú trọng triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác trực tiếp truyền hình. Công an thành phố tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đồng thời đề nghị đài phát thanh truyền hình tỉnh An Giang chủ động sớm xây dựng dự thảo chương trình, kịch bản trực tiếp gửi về phòng văn hóa thông tin thành phố để trình ban thường vụ thành ủy xin chủ trương và livestream sâu rộng trên các nền tảng số, góp phần quảng bá giới thiệu đến nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước về giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội dưới bà chú xứ núi Sam hướng tới là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu đặc sắc của thành phố châu đốc. Ngày 12 tháng 4, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A tổ chức đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có đồng chí Quỳnh Chí Quanh, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Nhiệm kỳ qua, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đã đề ra với phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói, nói dân nghe và làm dân hưởng ứng. Mặt trận phường Châu Phú A đã làm tốt công tác tuyên truyền, dẫn động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã quy động sức dân tham gia thực hiện đóng góp xây dựng đường bê tông, nâng cấp các con hẻm, cải tạo cống thoát nước, lắp camera an ninh công cộng với đóng góp trên 2 tỷ đồng góp phần xây dựng phường đô thị văn minh. Ban vận động quỹ vì người nghèo của phường đã tiếp nhận và vận động số tiền trên 2 tỷ 589 triệu đồng. Qua đó, cất mới 103 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ độc xuất cho 231 người, giúp cho 905 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn phường xuống còn 0% tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A đã kêu gọi cán bộ các tầng lớp nhân dân ủng hộ trên 1 tỷ 474 triệu đồng chăm lo cho các trường hợp hộ cần nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cách ly y tế, người lao động trở về địa phương trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra phường còn chăm lo hỗ trợ 16.388 suất ăn cho các chốt trực với số tiền gần 190 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2024-2029 Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, phát huy dân chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phân đấu có nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu điển hình cụ thể góp phần xây dựng phục vụ cộng đồng. 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường đều được Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hỗ trợ giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ Tết. 100% các hộ gia đình khi gặp thiên tai sự cố có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, có người bị chết, mất tích, người bị thương nặng đều được Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường hỗ trợ giúp đỡ, phấn đấu xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 25 nhà đại đoàn kết. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương bầu 40 đại biểu tham gia vào Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường cho phố A khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Kỳ họp lần thứ nhất Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A lần thứ 10, hiệp thương bầu bà Trần Thị Ánh Hằng tiếp tục giữ chức danh chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Quỹ ban nhân dân Phường Châu Phú A tặng giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 12 tháng 4, Hội Liên nghiệp Thanh niên Phường Châu Phú B tổ chức đại hội đại biểu Hội Liên nghiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên nghiệp Thanh niên Việt Nam Phường Châu Phú B đã động viên thanh niên hăng hái tình nguyện xung kích đi đầu, các phong trào do Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Như phong trào tôi yêu tổ quốc tôi, thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Phường đã phối hợp mở 5 lớp dạy nghề với 200 lượt hội viên thanh niên, hỗ trợ 18 thanh niên gia vốn với số tiền 720 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho 532 hội viên thanh niên đồng thời vận động xây dựng 5 căn nhà nhân ái, hiến 102 đơn vị máu, tổ chức 21 đợt thu cơm rác thải, xây dựng 4 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, ra quân trồng trên 4.000 cây xanh, phối hợp quỹ ban nhân dân phường và các ban ngành mạnh thường quân hỗ trợ trên 750 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 600 lượt người. Ngoài ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Châu Phú B đã phát triển 506 hội viên mới, giới thiệu phát triển lên đoàn 121 hội viên. Với khẩu hiệu hành động Thanh niên phường Chợ Phú B, tình nguyện đoàn kết sáng tạo, xây dựng đô thị văn minh, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như 100% cán bộ hội viên được quán triệt học tập và tuyên truyền phổ biến các nghị quyết của Đảng, đoàn và hội, xây dựng 1 2 mô hình chuyển đổi số, hỗ trợ 3 thanh niên khởi nghiệp cất năm căn nhà cho hội viên đỡ đầu ít nhất hai học sinh 70% hội viên được kết nạp đoàn đại hội đã hiệp thương cử 11 đồng chí tham gia quỹ ban hội hiệp thương cử chủ tịch hội liên hiệp thanh niên phường châu phú b lần thứ sáu nhiệm kỳ 2024-2029 hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên dịp này quỹ ban nhân dân phường châu phú b khen thưởng cho hai tập thể tám cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội nhiệm kỳ 2019-2024 cùng ngày 12 tháng 4 Quỹ Ba Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Châu tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Phạm Công Đợi, Phó Chủ tịch Quỹ Ba Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Châu đã phát huy tốt vai trò vận động tập hợp đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn giới về thực hiện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động. Vai trò vị trí của mặt trận tổ quốc Việt Nam xã ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, ban vận động quỹ vì người nghèo xã vận động được trên 961 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ thăm hỏi tặng quà 2.344 lượt, hỗ trợ độc xuất 29 trường hợp, sửa chữa hai căn nhà cho hộ cận nghèo, cất mới 8 căn nhà cho hộ khó khăn bên cạnh đó, tiếp nhận hỗ trợ từ mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, hỗ trợ cất 59 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 2,4 tỷ đồng, xây dựng 3 cầu sắt trị giá gần 3 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2024-2029, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Châu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia vào các tổ chức, đoàn hội, thực hiện chủ trương của đảng, chấp hành pháp luật của nhà nước, chuyển tải thông tin rộng rãi cho cán bộ nhân dân nâng cao vai trò vị trí của mặt trận trong thời kỳ đổi mới, dẫn động nhân dân tham gia hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quỹ vì người nghèo. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng yêu nước của toàn dân, đoàn kết và sự nghiệp đổi mới để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo, đại hội đã hiệp thương cử 33 quỹ chiên quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 12 tháng 4, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2024 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Theo kế hoạch năm 2024, thành phố Châu Đốc sẽ tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước tai nạn giao thông và trẻ bị rơi, ngã. Tập trung các hoạt động triển khai đến 100%, hộ gia đình có trẻ em thực hiện mô hình ngôi nhà an toàn tại 7 xã phường, thực hiện có hiệu quả mô hình trường học an toàn, nhà trẻ mẫu giáo an toàn, phòng chống tai nạn rơi ngã và đuối nước cho trẻ em tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trong đó, tập trung tuyên truyền về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em luật trẻ em năm 2016 và các quy định pháp luật liên quan đến trẻ em, truyền thông quảng bá về Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em số 111, duy trì và nâng chức hoạt động mô hình, có lập bộ quyền trẻ em và nhân rộng mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội về công tác trẻ em, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt quyền của trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, nhằm phòng ngừa giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại và tai nạn thương tích. Thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngày 12 tháng 4, ban chỉ huy quân sự phường Núi Sam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu công dân tuổi 17 trên địa bàn phường. Sau một ngày tổ chức đăng ký, toàn phường có 160 thanh niên tuổi 17 sinh năm 2007, tham gia đăng ký đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Công tác đăng ký được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng thủ tục, đúng luật định, không để thiếu sót công dân trong độ tuổi đăng ký. Ban chỉ quy quân sự phường tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn quá, chính trị đúng theo quy trình, đúng đối tượng, đồng thời phối hợp trạm y tế phường kiểm tra sơ bộ sức khỏe cho các thanh niên. Có thể nói việc đăng ký thanh niên tuổi 17 là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của ban chỉ quy quân sự phường là cơ sở để tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, vừa để kiểm tra nắm lực lượng thanh niên ở đầu tuổi, thi hành nghĩa vụ quân sự phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, góp phần nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của thanh niên trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Ngày 12 tháng 4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Vĩnh Tế tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam đủ 17 tuổi và công dân nam từ 18 đến 27 tuổi chưa đăng ký lần đầu đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia chân quân tự vệ từ 18 đến 45 tuổi và đăng ký quân nhân dự bị hạng 2 từ 28 đến 45 tuổi chưa đăng ký lần đầu. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân, gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, kiểm tra sơ bộ sức khỏe và cân nặng, chiều cao của các thanh niên. Theo đó, năm 2024, xã Dinh Tế có 51 công dân nam trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự. Để công tác đăng ký cho năm công dân trong độ tuổi 17 chặt chẽ, đủ số lượng chất lượng tốt, bảo đảm đúng yêu cầu, Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thực hiện đúng các khâu, các bước bảo đảm đúng nguyên tắc quy định. Thông qua đợt đăng ký lần này, nhằm giúp cho xã Vinh Tế nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, độ tuổi tham gia dân quân tự vệ để làm cơ sở cho hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chủ động thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chính xác đúng luật định. Từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, 2 vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng. 3 vụ gây hậu quả nghiêm trọng và một vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm chết 5 người, làm bị thương 4 người. So với tuần trước, số vụ tăng 1 vụ, số người chết tăng 4 người, số người bị thương không tăng giảm. Đến hình hồi 11 giờ 20 phút ngày 8 tháng 4 năm 2024, tại km 98 700 quốc lộ 91 thuộc tổ 18 Khớm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, Xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng giữa xe ô tô tải biển số 67C 13751 do ông Nguyễn Ngọc Hùng, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1969, nơi cư trú Khóm 7, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, điều khiển hướng Long Xuyên Châu Đốc, khi đến địa điểm nêu trên tránh xe ô tô tải biển số 83H 00378 do ông Thái Hữu Tâm, sinh năm 1948, nơi cư trú Tổ 21, ấp Khánh Quà, xã Khánh Quà, huyện Châu Phú điều khiển từ đường tỉnh 945 đi sang công ty phân bón Tân Thành chi nhánh An Giang ở vị trí bên phải theo hướng Long Xuyên Châu Đốc xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 67H8 6407 do ông Bùi Thanh Bình Triệu sinh ngày 6 tháng 11 năm 1985 nơi cư trú ấp An Hòa xã An Hòa Châu Thành An Giang điều khiển hướng lại Châu Đốc Long Xuyên. Hậu quả ông Bùi Thanh Bình Triệu tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu do ông Thái Hữu Tâm điều khiển xe ô tô tải biển số 83H00378 từ đường tránh ra đường chính, không nhận đường cho xe đi trên đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Do ông Nguyễn Ngọc Hùng điều khiển xe ô tô tải biển số 67C14751 không đi đúng phần đường quy định. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ngành địa phương, đơn vị xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá và triển khai nhiều giải pháp thực thi hiệu quả. Để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai quyết liệt nội dung, nhiệm vụ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phòng chống tham nhũng lãng phí nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức đảm bảo minh bạch khách quan công bằng liên thông kịp thời chính xác không gây phiền hà kịp thời chứng chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức viên chức. Việc công bố công khai thủ tục hành chính được tỉnh thực hiện đảm bảo đúng theo thời gian quy định. Từ năm 2021 đến quý 1 năm 2024, tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính của địa phương 209 quyết định, trong đó 69 quyết định năm 2021, 39 quyết định năm 2022, 70 quyết định năm 2023 và 31 quyết định trong quý 1 năm 2024 có 1.934 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, trong đó 1.930 thủ tục hành chính do Trung ương quy định, 4 thủ tục hành chính do địa phương quy định, 22 thủ tục hành chính nội bộ tỉnh đã ban hành, 8 thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa. Tỷ lệ giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tương đối tốt.

Năm 2023 đạt 100%, quý 1 năm 2024 đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của tỉnh cải thiện qua từng năm. Quỹ Ban Nhân dân tỉnh cho biết hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã hoàn thành việc hợp nhất trên cơ sở cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, hoàn thành việc kết nối chia sẻ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 tỉnh cũng thực hiện hoàn thành kết nối liên thông giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với phần mềm hệ thống quản lý chuyên ngành của các bộ ngành trung ương thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia cụ thể là phần mềm chuyên ngành bộ tư pháp phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch đăng ký khai sinh khai tử kết hôn phần mềm chuyên ngành bộ tài chính cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phần mềm chuyên ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam khai thác cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội, phần mềm chuyên ngành Bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phần mềm chuyên ngành Bộ xây dựng hệ thống dịch vụ công thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán cho thuê mua, đồng thời kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an ngày 11 tháng 12 năm 2022. Phần mềm chuyên ngành Bộ tài nguyên và môi trường Phần mềm VB delic hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc Playgol. Hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến tại đường dẫn https://2.2set.dvcbtxh.molisa.gov.vn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hệ thống dịch vụ công lĩnh vực đường bộ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 429 trên cntt BM của Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông Vận tải. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng với 6.517 thành viên tại các quyện thị xã thành phố, chỉ đạo sở thông tin và truyền thông thường xuyên tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến tỉnh cung cấp. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị thiết lập kênh tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên các trang mạng xã hội Zalo OA, Family Facebook, YouTube, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên mạng xã hội và cổng thông tin điện tử các đơn vị tăng cường truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức như đăng tin bài về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính phổ biến kịp thời các nội dung công tác chỉ đạo điều hành về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử tạo file hướng dẫn tạo tài khoản giúp người dân hướng dẫn người dân doanh nghiệp cách nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia liên kết với cổng dịch vụ công của tỉnh đăng trên cổng thông tin của cơ quan. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường tuyên truyền và phát huy hiệu quả trang fanpage Facebook https 2 2 www facebook com sẹt thủ tục hành chính ar và kênh oa zalo https 2 2 sẹt zalo me sẹt tth CAAG về thủ tục hành chính để tuyên truyền các chủ trương quy định mới về thủ tục hành chính. Tỉnh cũng triển khai hệ thống trả lời tự động trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, qua đó đã hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục hành chính, dịch vụ công, tạo sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe bài đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài đẩy mạnh tuyên truyền đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo của các cấp quỹ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể và sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác mặt trận. Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Ban tuyên giáo tỉnh quỹ hướng dẫn nội dung và kế hoạch triển khai việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Trên cơ sở các quan điểm chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và trách nhiệm của của hệ thống chính trị về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò vị trí của mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở để chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh trong tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 trong hệ thống mặt trận phải được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến địa bàn dân cư gắn với thực hiện kết luận số 01 KL trên TVK của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch với chủ đề phát huy vai trò nồng cốt của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tập trung tuyên truyền những quan điểm chủ trương của đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lịch sử truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền kết quả việc thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò vị trí nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Bên cạnh đó, nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò vị trí của mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới, tuyên truyền những mô hình hay, nhân tố mới, những tập thể cá nhân tiên tiến, những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, nhất là hai cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền kết quả đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc, kết quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi của lãnh đạo cấp quỹ đảng chính quyền mặt trận với nhân dân tăng cường tiếp xúc đối thoại với lãnh đạo các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó nhằm phát huy các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong xây dựng đất nước. Hệ thống mặt trận Tổ quốc trong tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Sau đại hội, tổ chức học tập quán triệt phổ biến tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và xây dựng chương trình toàn khóa triển khai thực hiện các địa phương cần tổ chức sơ kết tổng kết biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 11 và đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029. Công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng thiết thực hiệu quả gắn với việc thực hiện các chủ trương chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc tôn giáo, chính sách đối với kiều bào của Đảng nhà nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân tiến bộ thế giới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo không khí phấn khởi thi đua, chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Thưa quý vị, trong 5 năm qua, 2019-2024, thực hiện phong trào thi đua yêu nước của chiến binh gương mẫu, Hội cựu chiến binh phường Vĩnh Nguân đã đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua, giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên, đạt nhiều kết quả khả quan. Đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng phường văn minh đô thị ở địa phương, góp phần xây dựng các chi hội cựu chiến binh ngày càng trong sạch vững mạnh tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Nhìn lại 5 năm phong trào thi đua yêu nước của chiến binh gương mẫu phường Vĩnh Nguyên giai đoạn 2019-2024. 5 năm qua, hội cựu chiến binh phường đã phát triển 8 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường là 66 hội viên đang tham gia sinh hoạt hoạt động ở 4 chi hội. Hàng năm, Ban chấp hành hội luôn quán triệt các nội dung thi đua đến từng chi hội và chỉ đạo các chi hội tích cực chăm lo, phát triển đời sống kinh tế gia đình cựu chiến binh, từng bước thoát nghèo, dương lên làm giàu. Từ chính sách của nhà nước, hội đã tranh thủ các nguồn vốn dây, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi như hỗ trợ 30 lượt hội viên dây vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 1 triệu đồng hỗ trợ 40 lượt hội viên dây vốn từ nguồn quỹ sản xuất của hội và nguồn góp vốn xoay dòng, cất một căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa lại hai căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hội xây dựng quỹ hội đóng góp 50.000 đồng trên một hội viên trở lên. Qua 5 năm, quỹ tăng gia sản xuất hội đã xây dựng được tổng số nguồn quỹ là 13,5 triệu đồng, dẫn động quỹ đồng đội 11,4 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ này hỗ trợ hội viên tặng quà trong các dịp lễ Tết, thăm hỏi ấm đau, giếng tăng lễ. Từ phong trào thi đua yêu nước của chiến binh gương mẫu, đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tiêu biểu như Chi hội cụ chiến binh Khớm Dĩnh Chánh 2 thực hiện công tác thi đua xây dựng tổ chức cơ sở hội dưỡng mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Gương điển hình chi hội trưởng cụ chiến binh Khớm Dĩnh Tân về đấu tranh phòng chống tội phạm, chăm lo đời sống hội viên. Chi hội trưởng Cụ Chiến binh khấm dĩnh chánh 2 về đoàn kết tương trợ, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ hội viên khó khăn và tham gia xây dựng hội. Từ phong trào thi đua yêu nước Cụ Chiến binh gương mẫu, kết quả 5 năm qua, hội không có hội viên tái nghèo, cận nghèo, đời sống hội viên Cụ Chiến binh ngày càng nâng lên rõ rệt. Trong 5 năm qua, hội Cụ Chiến binh phường luôn được công nhận trong sạch vững mạnh đạt 100%, trong đó có 4 lượt đạt danh hiệu trong sạch dưỡng mạnh xuất sắc. Chi hội trong sạch dưỡng mạnh đạt 100%, trong đó có 50% đạt trong sạch dưỡng mạnh xuất sắc. Hội viên cựu chiến binh đạt chuẩn hội viên gương mẫu hàng năm luôn đạt 100%. Gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình gian quá, được địa phương công nhận bình quân trong 5 năm là 100%. Ngoài ra có nhiều hội viên và gia đình hội viên cựu chiến binh được tặng nhiều danh hiệu khác trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống gian quá ở khu dân cư. Để thực hiện tốt hơn nữa, phong trào thi đua yêu nước của chiến binh gương mẫu phường giai đoạn 2024-2029, Hội cựu chiến binh phường Vĩnh Quân tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Hội tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội kiên quyết đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước cụ chiến binh gương mẫu giới thi đua dân dẫn khéo và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ duy trì và xây dựng bồi dưỡng ngày càng nhiều gương cụ chiến binh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo bác tăng cường công tác giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ hội viên và gia đình đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật đẩy mạnh công tác xóa nghèo đồng thời không để có hội viên thoát nghèo bị tái nghèo trở lại từng bước nâng cao mức sống cho hội viên tăng cường công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong toàn hội, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, công tác phát triển đảng viên trong hội viên cựu chiến binh, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi hội, chất lượng tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.